Cảnh báo nguy cơ ngộ độc khi ăn thịt cóc. Mặc dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo về tình trạng ngộ độc do ăn thịt cóc, nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, chế biến không đúng cách dẫn đến ngộ độc, thậm chí có nhiều trường hợp tử vong do không được cấp cứu kịp thời. Theo bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang, trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai thông tin, 100% vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên có trong cốc đều xảy ra ở đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, công tác tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm trong khu vực này được ngành y tế và các cơ quan truyền thông quan tâm triển khai. Trong đó có nhiều chuyên đề tuyên truyền cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi ăn thịt cóc. Tuy nhiên, do thói quen săn bắn sử dụng động vật, côn trùng, nhất là thịt cóc để làm thức ăn, để chế biến bảo quản không đúng cách, dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí nhiều gia đình còn chế biến phơi khô thịt cóc để tích trữ làm thực phẩm sử dụng trong thời gian dài. Những trường hợp bị ngộ độc đa phần là trẻ em. Các cháu thấy người lớn bắt cóc làm thịt ăn nên bắt chước làm theo nhưng không biết cách chế biến dẫn đến ngộ độc. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang nhìn nhận, theo quan niệm dân gian, thịt cóc được sử dụng để bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là trẻ em bị còi xương, suy dinh dưỡng chậm lớn nhờ chứa lượng đạm và kẽm cao. Thịt cóc không có độc tố, giá trị dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, một số bộ phận trong cơ thể chúng có những độc tố có thể gây chết người. Nguyên nhân gây ngộ độc là do người dân không biết cách chế biến để loại bỏ hết phần da, nội tạng, làm cho độc tố lẫn vào thịt cóc nên khi ăn bị nhiễm độc tố gây ngộ độc. Vì vậy, việc tìm hiểu, nhận biết được những nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên có trong cốc là việc làm rất cần thiết, giúp tránh tổn hại đến sức khỏe, tính mạng. Chất độc trong cốc là hợp chất bufotuxin, có ở nhựa cốc, tiết ở tuyến sau tai, tuyến trên mắt và các tuyến trên da và nội tạng như gan trứng. Trong nhựa cốc và nội tạng như gan trứng chứa lượng độc tố rất cao, độc tố trong cốc không bị nhiệt phân hủy. Trung bình từ 1 đến 2 giờ sau ăn, người bị ngộ độc sẽ có triệu chứng nôn mửa, chứng bụng trên và đau bụng hồi hộp, tim đập nhanh, sau đó rối loạn nhịp tim, rung thất, trụy tim mạch, huyết áp, lúc đầu cao sau đó tụt nhanh. Nặng hơn có thể gây ảo giác, ảo tưởng, tứ chi tê dại, đổ mồ hôi, khó thở, ngừng tim và dẫn đến tử vong nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.